Xin chào cô chú và anh chị. Hiện tại em có mặt tại trên đường nhựa thuộc ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang nha. Đường này là đường thông thoáng. Ở đây em có 4 nền đất liền kề. Mỗi nền á 304,5 m² đổ lên, có 100 thổ cư hết rồi anh chị. Ở đây thì phía trước mình là huyện lộ 04 nha. Chạy chút xíu là tới rồi. Xe chạy rần rần ngoài đó đó, là huyện lộ rồi đó. Ở đây em có 4 nền đất. Đây là lô đầu tiên. Rồi từ bên đây qua bên đây lô thứ 2. Bên đây qua bên đây lô thứ 3. Và lô thứ 4 nó nằm ở chỗ này. Lô thứ 4 nằm bên đây nha. Thì để qua đây em giới thiệu. Đất của mình á, thì chiều sâu nó vô là 62m nha. Bề ngang 5, bề sâu vô 62 lận á. Đó, rộng rãi đẹp. Anh chị nào mua 2 nền về làm nhà vườn nghỉ dưỡng ở ngon nha. 2 nền thì 1 tỷ, còn 1 nền thì 500 triệu. Nếu mà mua 2 nền á là bề ngang 10, bề sâu vô 60 mấy. Thẳng tới phía sau luôn. Đây là hình ảnh từ trên cao mình nhìn xuống nha cô chú và anh chị. Chiều ngang chiều dài có đầy đủ nha. Còn đây là khu vực xung quanh đất mình. Đi vô trong là vô trong khu dân cư rất là đông đúc, đường thông thoáng. Nhà cửa rất là đông nha. Còn cái hướng ngược lại á, hướng ngược lại thì anh chị chạy ra huyện lộ 04. Để em bay ra huyện lộ 04 quay cho cô chú và anh chị mình coi nha. Đây ra quải cũng rất là gần, cũng mấy chục mét là tới rồi. Thì ra ngoài đó thì cái hướng thì lên trung tâm huyện, một hướng thì lên bến đò bến chùa. Đường nào cũng thông hết á. Cái nóc đỏ đỏ phía trước là trường học đó. Đó đi, anh chị theo em vô phía sau. Đất hướng Tây Nam nha. Nền cao rồi. Đây từ bên mép đây đi qua tới bên kia luôn 4 nền. 4 nền 2 tỷ. 4 nền 2 tỷ nha. Bề ngang nếu mà mua 4 nền thì bề ngang là 20m. Chiều sâu vô là 62m. Đây, tới phía sau luôn nha. Cọc phía sau là đây. Ở đây mình có sổ hồng riêng sẵn hết rồi nha. Rồi sau có cái mương thoát nước luôn. Có mương thoát nước sẵn nha. Đất cọc màu đỏ nè. Cắm đều đều ra hết rồi. Bên đây. Phía sau là cái đìa nha anh chị. Rồi qua tới đây. Qua tới đây là hết đất mình nha. Dọc lên trên. Rất đẹp ha. Về đây mua 2 lô 1 tỷ. Về xây thêm căn nhà 1 tỷ nữa. Là ở rộng rãi thoải mái luôn anh chị. Còn không mua cắt nhà nhỏ nhỏ thôi. Nhà vườn nhỏ nhỏ ở là quá đẹp rồi. Làm nhà vườn thì mình cắt nhà đâu cần kiên cố đâu. Nhà sơ sơ ở được rồi anh chị. Quá đẹp luôn. Đối diện mình là cái cánh đồng lúa nha. Ở đây á, thì anh chị chạy vô trường chợ á, là 1 cây số đổ lại thôi. Chạy lên thành phố Gò Công là 7 cây số. Chạy về thành phố Hồ Chí Minh là 57 cây. Còn đi
Đi lên huyện á, lên huyện là có 2 cây mấy tới 3 cây số thôi là đổ lại thôi anh chị. Đất đây mình có sổ hồng riêng hết rồi nha, sẵn rồi, công chứng bất cứ lúc nào. Ở đất trong đây nè, ở từ điểm này nha, đi qua nha. Lô thì mỗi lô 300 mấy mét vuông đổ lên hết anh chị, rộng lắm. Anh chị mà mua một lô cũng được, mua lô cái về mình phía trước mình cắt nhà, phía sau mình làm vườn. Ở mình cắt cái nhà chính giữa cũng được, phía trước mình làm cổng để xe hơi, hai phía trước mình làm cổng để mình cắt mấy tre cũng được, phía sau mình làm một nhà vườn cũng được anh chị. Chính giữa mình cắt nhà mình ở, rộng rãi lắm, 300 mấy chục mét vuông là rộng lắm. Bán 500 triệu, mặt tiền đường nhựa luôn. Cái đường này thì sắp tới đây người ta cũng làm tới anh chị, nó cũng hư nhiều rồi. Thấy chạy ổ gà rồi cũng nhiều á, ra đường quyện lộ sát bên. Rồi để em bay cái lay cam ra quải quay cho anh chị coi. Đây là ngay đất của mình nha cô chú và anh chị. Mình sẽ chạy ra ngoài đường quyện lộ 04. Thì đây là quải chỉ có mấy chục mét là tới rồi. Đường thì đường nhựa chạy thông thoáng. Mùa này mùa mưa bất chợt đang quay trời chuyển mưa mịt mù rồi. Ở đây là quyện lộ 04 ha. Ở cái hướng đây thì về trung tâm của thành phố Gò Công nè, hướng ngược lại lên bến chùa. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị nha. Anh chị nào mua thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha.